Chào thầy, em tên là Hồ Trung Hậu. Hôm nay em sẽ trình bày bài tập 2 mà thầy đã giao. Đầu tiên là cho vi điều khiển BIC 16F887 kết nối với hai led đơn và một nút nhấn button on off. Nút nhấn sẽ điều khiển hai led theo quy luật sau. Ban đầu hai led tắt. Khi nhấn on off một lần thì led một sáng, nhấn tiếp thì led hai sáng. Lúc này hai led cùng sáng. Khi hai led đã sáng, nhấn on off thì led 2 tắt, nhấn tiếp thì led 1 tắt. Đầu tiên em sẽ trình bày vẽ mạch nguyên lý. Đầu tiên chúng ta vào B và tìm con bích 16F887. Ok. Tiếp theo là điện trở là reset red. Tiếp theo là button nút nhấn. Tiếp theo là thạch anh. Tiếp theo là em sẽ chọn con led màu xanh lá, led green. Đầu tiên nút nhấn sẽ được nối với chân master clear. Và nút nhấn sẽ nối với một cái điện trở kéo lên là 10 kg. Và một cái nguồn DC nối với điện trở. Ground nối với nút nhấn. Theo là thạch anh. Chân 1 sẽ được nối với oscilloscope 1. Chân 2 sẽ được nối với oscilloscope 2. Anh này chúng ta sử dụng là 20 MHz. Tiếp theo ta sẽ thêm một nút nhấn on off.
background sẽ được nói với nút nhấn. Tương tự một điện trở kéo lên 10 kg được nói với đầu của nút nhấn. Một cái nguồn DC. Nút nhấn sẽ được nối với chân B1. Tiếp theo là hai led đơn màu xanh. Hai led đơn sẽ được gắn với một cái điện trở hạn dòng khoảng 220 ohm để cho nó hoạt động. Hai led đơn sẽ được nối với chân RC0 và RC1. Và ta sẽ thêm một cái ground nối vào hai led đơn. Tiếp theo là phần vẽ lưu đồ. Đầu tiên bắt đầu chúng ta khai báo thư viện, khai báo biến trạng thái bằng 0 và cấu hình bọt. Tiếp theo sẽ đến phần chống dội nút nhấn. Nếu như sai thì sẽ quay lại phần chống dội nút nhấn. Đúng thì biến trạng thái sẽ tăng lên. Đầu tiên là biến trạng thái sẽ tăng lên 1. Nếu đúng thì led 1 sẽ on, led 2 sẽ off. Nếu sai thì biến trạng thái tăng lên 2. Đúng thì led 1 on, led 2 on. Nếu sai thì biến trạng thái tăng lên 3, tăng lên thành 3. Nếu đúng thì led 1 on, led 2 off. Nếu sai thì led biến trạng thái bằng 4. Led 1 off, led 2 off. Quay về trạng thái ban đầu. Rồi. Kết thúc. Quay về GoTo kiểm tra để lặp lại vòng lặp. Tiếp theo sẽ đến phần viết code. Đầu tiên chúng ta khai báo thư viện cho con bit 16F887.h. Fill HS có nghĩa là định cấu hình cho bộ giao led 1 là bằng chân C0. Định nghĩa led 2 là chân C1. Định nghĩa nút nhấn on off là chân B1. Khai báo biến trạng thái bằng 0. Chúng ta sẽ viết chương trình con là chương trình chống dội nút nhấn. If input button 1 on off bằng 0 là kiểm tra là có nhấn hay không. Ta sẽ delay 20 mili giây. If button input button 1 button on off bằng 0 là chắc chắn có nhấn thì biến trạng thái sẽ tăng lên 1.
Nếu như trạng thái lớn hơn 4 thì biến trạng thái sẽ quay về bằng 1. While input button on up bằng 0 là chờ nhả nút nhấn. Là chúng ta viết chương trình chính là set street C 0x00 là thiết lập chương C, thiết lập bọt chương C là output. Set street B 0xff thiết lập bọt chương B là input. Chúng ta sẽ thiết lập output low led 1, output low led 2 là ban đầu là hai led đều tắt. Chúng ta sẽ tới phần kiểm tra, gọi chương trình chống dội nút nhấn ra kiểm tra. Nếu biến trạng thái bằng 1 thì led 1 output 2 led 1 output low led 2, có nghĩa là led 1 sáng led 2 tắt. Dùng lệnh elif biến trạng thái bằng 2 thì output 2 led 1 output 2 led 2 là cả hai led đều sáng. Elif biến trạng thái bằng 3 output 2 led 1 output low led 2 là led 1 sáng led 2 tắt. Còn lại là output low led 1 output low led 2 là cả hai led đều tắt. Xong rồi chúng ta go to kiểm tra. Tiếp theo sẽ đến phần mô phỏng. Đầu tiên chúng ta nhấn lần thứ nhất. Nhấn lần thứ nhất thì led 1 sẽ sáng. Lần thứ hai thì led 2 sẽ sáng. Lần thứ ba thì led 2 tắt. Lần thứ tư thì led 1 tắt. Còn nếu như nhấn reset thì hai led sẽ quay về trạng thái ban đầu. Phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy đã lắng nghe.